Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật và Studio Nói chung là lâu lắm rồi mình mới lên kênh này Các bạn thấy không? Hôm nay còn phải mặc cả áo mới được lên kênh này Và trên tay mình đây là ba mẫu máy dòng Redmi Note Có thể coi là dòng quốc dân rồi các bạn ạ Cụ thể là có Redmi Note 1, Redmi Note 12 và Redmi Note 13 Cái sản phẩm mới nhất Chúng ta sẽ cùng làm một cái video nhìn lại những sự thay đổi Của cái dòng máy quốc dân Redmi Note Series này Để xem là sau 3 năm Xiaomi đó thay đổi những gì và mang lại cho chúng ta những cái gì Chi tiết mà bạn đón xem trong video nhé Đầu tiên thì chúng ta sẽ dạo sơ qua một chút ở phần mức giá đi Chắc chắn rồi Redmi Note 1 sẽ là em rẻ nhất ở đây Và thời điểm hiện tại thì chắc chắn với em này các bạn sẽ chỉ mua được hàng cũ thôi Mức giá thì cũng gọi là tùy các bạn nhá Ví dụ như ở với em Redmi Note 1 mình đang có đấy Sẽ cỡ khoảng tầm từ 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu Như em Long mua cho mình cái máy gọi là cũ nát ở đấy Thì mức giá của nó sẽ 1 triệu rưỡi Vỡ kính càng luôn Đấy còn với em Redmi Note 12 thời điểm hiện tại như mình đang có thì các bạn có thể mua cả hàng mới lẫn hàng cũ. Hàng cũ thì mức giá sẽ cỡ khoảng là 2 triệu rưỡi, còn nếu hàng mới ấy, chúng ta mua sẽ cỡ khoảng từ 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu. Tất nhiên là tùy theo phiên bản 4GB RAM hoặc là 8GB RAM các bạn lựa chọn. Còn với em Redmi Note 3 như này ấy, thì thời điểm hiện tại các bạn mua chỉ có hàng mới được các bạn nhá. Và chúng ta mua thích có quả cũng được, thích không có quả cũng được. Và nếu mà chúng ta mua bản không có quả ấy, thì mức giá của nó sẽ cỡ khoảng là 4, ,4 triệu 4 cho đến 4 triệu rưỡi gì đó. Và như bạn thấy thì qua bao năm nhưng em Redmi Note Series ấy, thì mức giá của nó vẫn sẽ có hội tầm dưới 5 triệu nhá. Nói chung là mức giá có phù hợp với túi tiền nếu chúng ta dễ dàng tiếp cận. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về những sự khác biệt ở phần thiết kế nhá. Cá nhân mình đánh giá nếu để trong ba em này nói về em nào là thiết kế nó khác biệt nhất ấy, thì có lẽ chính là chiếc Redmi Note 1 đây. Thiết kế của nó không phải là dạng phẳng như em Redmi Note 12 hay Redmi Note 13 mà nó sẽ hơi bo cong một tí. Cụm camera của nó thiết kế cũng sẽ khác. Và đến thời điểm hiện tại thì với một mẫu máy cũ như này chúng ta thấy rằng cái mặt lưng của nó đã bị xước rất là nhiều rồi. Và để mà kể ra trong ba em này sẽ có duy nhất chiếc Redmi Note 3 đây phần mặt lưng của nó sẽ làm bóng còn với Redmi Note 11 cũng như là Redmi Note 12 ấy, phần mặt lưng của nó sẽ nhắm mờ nói chung với ba em này thì mới thấy rằng thiết kế của nó qua mỗi năm chúng ta sẽ có những sự thay đổi nhất định và kể từ đời Redmi Note 12 ấy, chúng ta sẽ có cái thiết kế viền vuông ở đây và viền vuông thì chắc chắn các bạn cũng biết đến những sản phẩm nào rồi ví dụ như mấy em Redmi Note 13 series thiết kế của nó cũng sẽ hào hào dạng như vậy nhưng với em này đây có thể coi là DNA của dòng Redmi Note 12 series năm ngoái nhá khi mà chúng ta có những em nhờ Redmi Note 12 Pro này Redmi Note 12 Pro Plus nó sẽ hào hào như vậy và để mà nói phần kích thước nhỏ gọn ấy thì Redmi Note 11 chính là em nhỏ gọn nhất ở đây và chúng ta sẽ tiếp đến đó là Redmi Note 13 cũng như là Redmi Note 12 Redmi Note 13 nó nhỏ hơn một tí nếu mà so sánh là Redmi Note 12 mặc dù kích thước màn hình của nó như vậy cụ thể là do cái phần viền của nó đó sẽ nhỏ hơn cũng như là phần mặt trước của nó viền các cạnh nó sẽ mỏng hơn nếu mà so sánh ở Redmi Note 12 nói chung năm nay với chiếc Redmi Note 13 series này ấy, thì mình cũng khá là bất ngờ khi mà nó mang lại một cái phần viền nó mỏng như vậy mình không nghĩ rằng đây là một phần viền của màn hình ở trong tầm giá của là 4 triệu đâu bạn ạ trước đây ấy, thì cái phần viền này ít nhất nó phải rơi cỡ khoảng là từ 7 đến 8 triệu thì nó mới có một cái phần viền nó mỏng như như vậy và với cả ba em Redmi Note 11, Redmi Note 12 cũng như là Redmi Note 13 series như này ấy, thì mình thấy rằng cảm giác cầm nắm cũng đều khá là ok luôn với những em nhỏ Redmi Note 12 series đổ lên nhá thì chúng ta sẽ có phần viền vuông, thành ra cảm giác của cầm của nó ấy, nó sẽ hơi cấn một tí. Nếu mà bạn nào đeo ốp vào ấy, thì cảm giác của nó sẽ ok hơn. Cá nhân mình nếu mà để so sánh giữa Redmi Note 12 cũng như là Redmi Note 13 ấy, thì em Redmi Note 13 nó sẽ cho cảm giác cầm nó ok nó thoải mái hơn. Đơn giản bởi vì phần viền các bạn chú ý kỹ, đó chính là phần viền của em Redmi Note 13 ấy, nó sẽ là to cao hơn. Còn với em Redmi Note 12 ấy, thì do cái phần kính mặt trước này nó sẽ hơi nhô lên một tí, cũng như là cái phần mặt sau nhá, nó sẽ là vát vuông, thành ra là cảm giác cầm nắm của nó nó không không được bo cong như em Redmi Note 13 Chúng ta sẽ cũng sẽ có khả năng kháng nước đó chính là IP53 Dĩ nhiên nó không thể nào so sánh được với cả những IP67, IP68 Nhưng dù sao ấy, méo mó có hơn không với cái khả năng này thì các bạn chẳng may gặp những cái cơn mưa lất phất ấy, như ở cơn mưa xuân chẳng thì chúng ta vẫn sẽ sống chịu được với cá nhân mình trong ba em Redmi Note series này thì mình đánh giá cao nhất em đó là Redmi Note 13 ở đây cụ thể cái phần mặt lưng của nó sẽ làm đơn giản hơn màu sắc ấy, thì vẫn rất đẹp mắt luôn nếu mà so sánh với Redmi Note 12 cái màu này nó nhìn như kiểu màu ngọc trai vậy nói kia là phần màn hình nhá thì với cả ba em này chúng ta sẽ đều dùng cái tấm nền đó chính là amoled kích thước sẽ khác nhau một tí cụ thể ở đây em redmi note một sẽ là em kích thước màn hình nhỏ nhất nhưng về cơ bản ấy thì với cái tấm nền amoled này các bạn sẽ có khả năng hiển thị rất là ngon là cảnh đào này màu sắc cũng rực rỡ hơn nếu mà so sánh lại những màn hình ips lcd và độ sáng của nó cũng sẽ cao hơn nếu mà so sánh lại những em màn hình ips lcd cùng tầm giá À, tầm giá có khoảng tầm 4 triệu nhá khi bạn nhìn sang những em màn hình IPS lcd độ sáng của nó sẽ chỉ có khoảng tầm là 600 nit là căng hoặc là có trang hệ sẽ có khoảng tầm bảy 800 nít còn với những em redmi note như này độ sáng của nó hoàn toàn để ngưỡng có khoảng tầm 900 trăm 1000 một ví dụ với em redmi note 12 như này độ sáng mắt của nó sẽ là 1200 nghìn còn với em Redmi Note 13, độ sáng mắt của nó sẽ là 1800 nits nhá. Tất nhiên là tùy điều kiện thì nó mới pick được lên cái mức này. Nhưng thực tế khi mà ra ngoài trời thời điểm hiện tại tại Hà Nội ấy, thì mình nghĩ rằng nó không có quá nhiều sự khác biệt đâu. Đơn giản thôi, bởi vì thời tiết Hà Nội ấy, mây mù răng lối, nói chung là nhiệt độ thì thấp. Đã thế các bạn sẽ khó lòng mà nhận ra sự khác biệt giữa độ sáng của ba em này, trừ khi mà chúng ta đi vào mùa hè ấy, thì may ra. Còn nói về trải nghiệm màu sắc thì mình nghĩ rằng trong ba này ấy, em Redmi Note 1 sẽ là em có màu sắc rực rỡ nhất. Nó kiểu là đẩy hẳn tông màu lên đấy. Nếu mà so sánh với em Redmi Note 12 cũng như là Redmi Note 13 ấy, màu sắc của nó sẽ dịu hơn. Trong đó dịu nhất đó chính là em Redmi Note 3 như thế này. Và trong ba mẫu máy này, Redmi Note 13 ở đây sẽ là cái mẫu máy duy nhất chúng ta được trang bị cảm biến vân tay trong màn hình. Và rõ ràng với một cái mẫu máy giá rẻ như này thì đây là một trang bị thuộc hàng quá cao cấp luôn. Khi mà hầu hết những cái mẫu máy được trang bị cảm biến vân tay trong màn hình thường mức giá của nó khá là cao, thậm chí đôi lúc sẽ là cỡ khoảng tầm 10 triệu đổ lên. Còn này, mức giá của nó sẽ chỉ có khoảng 4 triệu thôi tất nhiên tốc độ nếu mà so sánh lại những em thoảng flagship ấy nó sẽ chậm hơn nhưng dù sao méo mó có hơn không bản thân mình ấy thì mình vẫn thích một cái cảm biến vân tay ở trong màn hình bởi vì dùng tay trái cũng được dùng tay phải vẫn được trong khi đó với những mẫu máy trước đây ấy, chúng ta sẽ trang bị cảm biến vân tay ở phần cạnh hông và đôi lúc ấy thì mình thấy rằng cái cảm biến vân tay này tiết diện của nó khi mà nhận diện với cảm biến vân tay cạnh hông nó sẽ hơi bé và trong ba cái mẫu máy Redmi Note này ấy, thì cũng có em duy nhất đó là Redmi Note 12 series chúng ta sẽ chỉ có duy nhất loa đơn thôi Uh, chắc là đó là lý do tại sao mà chúng ta có đại sứ thương hiệu đó là Mono. Còn lên đời Redmi Note 13 thì các bạn sẽ có bam bam. két. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về phần cấu hình nhá. Cụ thể ba chip ở đây sẽ là 680, 685 và 685. Trong đó sự khác biệt giữa 685 ở trên Redmi Note 12 của nhà Redmi Note 13 ấy, sẽ chủ yếu khác biệt ở phần tối ưu. Và mình thấy rằng ấy, nếu mà so sánh 680 cũng như là 685 ấy, thì đơn giản 685 sẽ một phiên bản nâng sung một tí nếu mà so sánh với con 680 Và để mà trải nghiệm ấy, rõ ràng cái màn hình tần số quét 9 hạt ở trên em Redmi Note 11 Nó sẽ khó lòng mà mang lại những trải nghiệm nó mượt mà nhiều trên màn hình Redmi Note 12 cũng như là Redmi Note 13 với tần số quét 120 Hz. Còn để mà nói về những thông số cấu hình khác nhá Thì với Redmi Note 13 chúng ta sẽ có bản 7 đây đó là 6GB RAM còn với giờ Redmi Note 1 và Redmi Note 12 nó sẽ chỉ dừng lại ở 4 GB RAM mà thôi. Thành ra cái trải nghiệm của nó mình thấy rằng nó cũng sẽ mượt mà hơn nếu mà so sánh với hai đời trước. Còn để mà nói về trải nghiệm chiến game ấy, ở thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng các bạn chơi những cái tựa game cơ bản như liên quân này, tốc chiến, PUBG Mobile vẫn chơi ổn luôn. Tất nhiên là với những mức setting gọi là bình thường thôi, các bạn không thể nào mà kéo lên những mức quá cao. Mặc dù với cái tựa game tốc chiến chúng ta có thể kéo đến mức 120 FPS, nhưng mình khuyên các bạn chúng ta chỉ nên chơi mức đó chính là 60 FPS thôi thì nó mới ok. Và có một điều thú vị đó chính là ba mẫu máy ở đây. Duy nhất Redmi Note 12 sẽ là cái mẫu máy nhận được HyperOS đầu tiên. Chiếc Redmi Note 11 sắp tới cũng sẽ được cập nhật và dĩ nhiên Redmi Note ba cũng sẽ được cập nhật. Và bản thân mình trải nghiệm nếu mà so sánh về HyperOS cũng như MIUI ấy, thì HyperOS nó sẽ cho những animation có phần nào đó bượt bà hơn cũng như nhẹ nhàng hơn một tí nếu mà so sánh ở MIUI trước đây ở trên kênh khôi ngọng thì mình cũng đã có làm một cái bài so sánh MIUI cũng như HyperOS rồi và có thể dễ qua đó ủng hộ mình tí còn nếu bạn muốn tìm hiểu rõ ràng hơn về những sự khác biệt ở phần điểm số ấy thì mình show các bạn ở đây nhá cụ thể là mình sẽ có những điểm số auto chẳng hạn và nếu bạn nào lựa chọn những phiên bản RAM ấy, là 8GB ấy, thì tất nhiên điểm số của nó sẽ cao hơn và phải nói thật với các bạn một điều đó cho mình khuyên các bạn nên lựa chọn những phiên bản RAM 8GB thì trải nghiệm của nó sẽ mượt mà hơn cái này thì mình đã đưa ra lời khuyên từ những em Redmi Note 12 rồi Đánh qua một chút về yếu tố pin này thì đây sẽ là điều duy nhất mà qua cả ba cái mẫu máy này chúng ta thấy rằng nó không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên dung lượng của nó dĩ nhiên sẽ có những sự thay đổi nhất định. Với em Redmi Note 1 thời điểm hiện tại do là một cái mẫu máy nó đã ra lâu rồi, đã thế mình còn mua hàng cũ nữa, pin của nó bị chai và thời điểm hiện tại nó sẽ chỉ on screen có khoảng tầm 6 tiếng mà thôi. Còn với những em như kiểu Redmi Note 12 này, sau Redmi Note 13 thời điểm hiện tại các bạn mua những mẫu máy mới, pin của nó vẫn còn ngon lành đào thì nếu mà chúng ta on screen hỗn hợp vậy 8 9 tiếng cũng là một cái gì đó quá đơn giản luôn. Còn nói về phần camera ấy, thì mình rằng qua từng đời Redmi Note đấy chúng ta cũng sẽ có những sự thay đổi nhất định về phần thuật toán nha Ví dụ như ở em Redmi Note 11 đây chẳng hạn chúng ta sẽ chỉ có camera với độ phân giải 50 pixel Thì lên đến Redmi Note 3 các bạn sẽ có một cụm camera với độ phân giải 108 pixel đây Giờ lớn đúng không? và cái cụm camera này mình nghĩ rằng thuật toán của nó cũng sẽ được cải thiện rất là nhiều nếu mà so sánh với những đời trước. Ví dụ như ở đây trong điều kiện đủ sáng ấy, thì với những em nhỏ Redmi Note 1 nó thể hiện điểm yếu đó chính là cái cảm biến của nó, nói chung là nó chưa thu được quá nhiều ánh sáng. Thêm vào đó cái màu ảnh ấy sẽ bị xanh sau đó cảm giác nó hơi bị lạnh nếu mà so sánh với những đời nhỏ Redmi Note 12 cũng nhờ Redmi Note 13. Sang đời Redmi Note 12 thì chúng ta đã khắc phục được cái này, này rồi thì màu sắc của nó nhìn sẽ ok hơn. Sang đời Redmi Note 13 ấy mình nghĩ rằng góc chụp của nó sẽ rộng hơn hẳn nếu mà so sánh với những mẫu máy khác. Ngoài ra nhờ việc đó che cảm biến với độ phân giải lớn đây, thành ra khi chúng ta zoom vào những chi tiết ấy thì Redmi Note 13 nó cũng sẽ ngon lành cảnh đào hơn, cho chi tiết nhiều hơn, không bị giả quá nhiều đời Redmi Note 1 cũng như Redmi Note 12. Nói chung lợi thế của Redmi Note 13 đó chính là việc camera 108 pixel thành ra với lợi thế này ấy, thì chúng ta zoom những ảnh lên ấy, chi tiết của nó sẽ ngon lành đảo hơn, hạn chế được những hiện tượng và mất chi tiết nhiều Redmi Note 1 cũng như Redmi Note 12 chứa độ phân giải là 50 megapixel. Dĩ nhiên với cụm camera 180 pixel như này thì bạn chỉ nên dùng trong điều kiện đủ sáng mà thôi nhá. Đừng có cố mang vào điều kiện thiếu sáng để mà chụp 180 pixel. Còn đến với ảnh chân dung ấy thì mình thấy rằng khả năng tách nền của ba con là ngang nhau không khác biệt quá nhiều từ phần xử lý chủ thể cho đến phần hậu cảnh. Với em Redmi Note 11 nhá thì mình thấy rằng da người bị cà vừa đủ này. Tuy nhiên màu da xử lý nó mới hơi bị vàng quá, nó mới hơi bị thiếu sức sống quá. Redmi Note 12 thì làm đỡ hơn và Redmi Note 13 vẫn là cái mẫu máy mình thể hiện khả năng xử lý tốt nhất nếu mà so sánh là da người ở trên hai em kia. Còn vào điều kiện chụp đêm ấy, thì công nhận là Redmi Note 13 nó sẽ làm ngon hơn rất là nhiều Ở những đời trước như Redmi Note 11, Redmi Note 12 ấy, Mình thường xuyên phải dùng những cái phiên bản Gcam để cải thiện khả năng chụp đêm Thì sang đến Redmi Note 13 nó đã cải thiện ok hơn đáng kể rồi Chi tiết tốt hơn này, gió ảnh sáng hơn nhiều cũng như là chụp những cái như kiểu là đèn phiền ra thứ vân ấy Màu sắc của nó sẽ ngon hơn Nếu mà so sánh với đời Redmi Note 1 cũng như là Redmi Note 12 Còn về video thì hơi đáng tiếc một điều Đó chính là cả ba cái mẫu smartphone này Chúng ta sẽ chỉ hỗ trợ khả năng quay Full HD và 30fps mà thôi Mong rằng qua video này thì bạn sẽ có một cái nhìn khái quát nhất về sự thay đổi của Redmi Note series qua từng đời từ Redmi Note 1, Redmi Note 12 đến Redmi Note 13. Từ Redmi Note 1 lên Redmi Note 12 chúng ta sẽ kích thước màn hình to hơn, độ sáng cao hơn. Còn từ em Redmi Note 12 lên Redmi Note 13 ấy, thì chúng ta sẽ có vân tay trong màn hình này, thiết kế của nó bắt mắt hơn. Nhưng khuyên các bạn nha, với em Redmi Note 13 này nó làm bóng thành ra là các bạn lên đeo ốp vào thì nó sẽ ok hơn. Tránh hiện tượng nó sẽ bị xước mặt lưng, nó hơi phí. Có các bạn các bạn ấn tượng nhất về em Redmi Note series nào nhất thì hãy comment bên dưới nha hôm sau nếu mà có điều kiện ấy, thì mình sẽ làm thêm những video khác ở trên kênh khôi ngọng có thể làm off -prom này sau có thể làm cài thêm gk vân vân ở kênh đó ấy, thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn các bạn những cái yếu tố liên quan phần thủ thuật tip trích còn ở kênh vật Vờ studio thì mình muốn gửi đến bạn một cái nhìn nói chung là khách quan nhất cũng như là dễ dàng nhất về những cái sản phẩm này các bạn thấy sao thì hãy để lại kiến bên dưới nha còn bây giờ xin chào và hẹn bạn trong các video sau nhớ một like cũng như một subscribe cho kênh vật vờ tiện qua kênh khôi ngọc bấm subscribe luôn bây giờ bye bye